Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt trên đường Robson, là con phố chính của thành phố Vancouver. Vancouver nằm ở phía tây nam của Canada, trên bờ biển Thái Bình Dương và cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe về hướng nam. Vancouver là một trong những thành phố lớn của Canada có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nhất, với sông hồ, biển cả và với núi non. Và hơn thế nữa, Vancouver có khí hậu khá ôn hòa. Thành phố Vancouver có diện tích hơn 110.000 cây số vuông và có dân số hơn 600.000 người. Với tỷ lệ 5.200 người trên một cây số vuông, thì Vancouver được xem là thành phố có mật độ dân cư cao nhất ở Canada. Tuy nhiên, so với nhiều thành phố ở châu Á, thì con số này khá thấp. Vancouver ngoài ra còn được biết đến như là một trong những thành phố lớn của Bắc Mỹ, có mức độ an ninh tốt nhất. Nói chung, mọi người đều hài lòng với cuộc sống ở đây, như lời của một người Việt Nam đã định cư tại Vancouver từ khoảng 20 năm qua, nữ nghệ sĩ Minh Phượng. Trước khi Minh Phượng đi qua đây đó thì Minh Phượng không phân biệt được cái sự khác biệt giữa Mỹ với Canada. Nhưng mà thời gian đầu đó thì đương nhiên có bỡ ngỡ. Nhưng mà càng sống lâu thì Minh Phượng càng thấy Vancouver rất là dễ thương. Bạn bè từ bên Mỹ qua chơi đó cũng thấy sự khác biệt này. Một cái không khí rất là hiền hòa, rất là dễ thương. Họ nói là thậm chí cây cỏ cũng hiền lành nữa. Và những anh cảnh sát của Canada cũng rất là dễ thương, đi lạc đường thì sẵn sàng chỉ lối. Nói chung là Minh Phượng love Vancouver. Tại vì Vancouver là một nơi rất là lý tưởng. Anh biết là thời tiết và quanh năm thì không có tuyết. Một năm có thể tuyết rơi một lần, hai lần thôi. Thì ngày xưa em cũng ở những thành phố khác nhưng mà nó rất là lạnh. Và nó nhất là mùa đông thì anh biết là cũng trừ 20-30 độ. Thì em thấy Vancouver là một nơi lý tưởng để cho mình có thể mình retire sau này, mình về Vancouver. Con phố chính của Vancouver có tên là Robson, là nơi mà du khách khi đến Vancouver không thể nào không một lần ghé qua để mua sắm, để ăn uống hay chỉ để thưởng thức cái không khí rất đặc trưng của thành phố. Minh Phượng sống ở Vancouver thì Minh Phượng không có rành lắm, nhưng mà Minh Phượng cảm thấy đây là một thành phố thu hút khách du lịch rất là nhiều. Ví dụ như mùa hè đó, các bạn đi xuống đường Robson ở dưới downtown Vancouver thì ôi chao ơi, rất là đông khách du lịch, nhất là những người mà thuộc nước châu Á như là Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Trung Quốc nè, thậm chí những người châu Âu nữa. Người ta thích Vancouver là tại vì thành phố Vancouver đó là vừa có biển vừa có núi, nó vừa mang một cái sắc thái mới của Bắc Mỹ mà vừa mang một cái không khí mà cổ điển của châu Âu. Người ta rất là thích. Có những con đường lát gạch cổ xưa, người ta đi người ta cảm thấy như ta đang đi dạo phố châu Âu vậy đó. Và ngoài ra đó, thành phố Vancouver là một nơi Hollywood rất là thích thường qua để mà quay phim. Cho nên Minh Phượng đi dạo phố vẫn thường bắt gặp những đoàn phim mà họ đang quay. Nói chung, thành phố Vancouver rất đáng yêu. Vancouver là thành phố đa văn hóa với nhiều sắc dân và nói nhiều ngôn ngữ nhất ở Canada. Hiện nay có tới 52% cư dân tại đây có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Mặc dù có sự khác biệt về văn hóa, nhưng tất cả người dân ở đây đều sống hài hòa, tôn trọng nhau, góp phần tạo thêm sự hấp dẫn cho thành phố. Vancouver là một cái thành phố mà đa văn hóa, rất nhiều dân tộc. Thì thành phố Vancouver nó rất là đặc sắc. Minh Phượng có thể thưởng thức những món ăn của các nước. Đặc biệt thành phố Vancouver, đồ ăn Tàu nha, đồ ăn Nhật nha, đồ ăn Hàn Quốc nha. Rất là ngon, rất là xuất sắc. Các bạn tới chơi không thể nào mà không thưởng thức những món ăn đặc biệt ở thành phố Vancouver. Nói chung là nếu mà có tâm hồn ăn uống thì rất là thích Vancouver. Thành phố Vancouver được đặt tên theo thuyền trưởng George Vancouver, một người Anh từng thám hiểm vùng biển này khoảng cuối thế kỷ thứ 18.
Không bao lâu sau đó thì người Âu Châu đã đến định cư ở đây, khởi đầu là vùng Gastown ở phía bắc của trung tâm thành phố. Hiện nay Gastown là một khu di tích quốc gia và được bảo tồn rất chu đáo. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại khu phố cổ Gastown của Vancouver. Đây có thể nói là một trong những khu phố cổ nhất ở Bắc Mỹ. Trong khu phố này có nhiều căn nhà đã được xây dựng khoảng 150 năm trước. Và nếu như có một sự hư hỏng nào trong khu vực này thì người chủ nhà phải nộp đơn và phải qua một quá trình thẩm định rất là chi tiết theo đúng tinh thần hoài cổ. Trong nhiều năm liên tiếp, Vancouver được tổ chức quốc tế có tên viết tắt là EIU, chọn là một trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới, cho dù vật giá ở đây có hơi đắt đỏ. Trong Canada thì Vancouver trong những nơi mà đắt đỏ nhất, nhà cửa mắc, cái gì nó cũng mắc hơn những thành phố khác. Nhưng mà đời sống Vancouver rất là lý tưởng, cũng rất là nhiều người muốn tới Vancouver sống, tại vì thành phố đẹp và một thành phố rất là multicultural, giống như là loại người, tất cả những người ở nước khác đều về đây ở. Cái đời sống của Vancouver thì nó rất là đắt đỏ, nhưng mà Vancouver thì nó có nhiều cơ hội cho người ta kiếm việc làm. Theo em thì những việc làm ở đây rất là dễ kiếm và lương thì cũng cao. Trong năm 2012, một đoạn đường dài khoảng 3 cây số với nhiều cơ sở của người Việt trên đường Kingsway đã được chính thức đặt tên là Lido Sài Gòn. Và kể từ đó, khu phố này ngày càng trở nên phồn thịnh hơn, thu hút đủ các sắc dân đến mua sắm hay để tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Với các du khách gốc Việt thì đây là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến thăm Vancouver. Thưa quý vị, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, với khí hậu ôn hòa và với con người cũng rất là hiền hòa, và thêm vào đó là nhiều cơ hội trong công ăn việc làm, thì rõ ràng Vancouver là một nơi có thể gọi là đất lành chim đậu ở Canada. Và việc tiến tường thuật từ ngay trung tâm của Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada.